bánh mì dày giò đây. Biển Đồ Sơn ở đông. Hiện tại là mấy giờ đây Dấm nhỉ? Ai bánh mì dày giò đây. Hiện tại bánh mì dày giò đây. Hiện tại là 6 giờ kém 15. Mẹ ơi, mẹ bảo mua rượu cho em bé đã mua chưa? Bánh mì dày giò đây. Mua rượu cho con đi, đã mua chưa? Bánh mì dày giò đây. Mua rượu cho con đi. Bánh mì dày giò đây. Thuê à? Thuê bao à? Thuê đâu mà thuê. Bánh mì dày giò đây. Nấm vào đi ăn nè, đói rồi. Ăn thì giờ này. Đông như quân nguyên. Chỗ này họ ấy à, họ cụp lều xuống rồi. Có vẻ vãn hơn lúc nãy rồi nhờ. Mọi người về bớt đấy. Chúng ra đâu.